Ôi, cháu sao sao? Ôi giời ơi, giật cả mình. Sao tự dưng lại lao sầm vào người ta thế? Cháu đang bận tí việc ạ. Bỏ cái điện thoại mà đi đi cho nó an toàn cháu ơi. Mà cô ơi, cái chỗ này là vỉa hè cho người đi bộ cô ạ. Cô bày hàng ra đây bán thế này là sai đấy. Chả có gì là sai cả. Cái vỉa hè này trước mặt nhà tôi thì nó thuộc quyền sử dụng của tôi nhá. Ô, cô nói lạ đời. Vỉa hè này là trước cửa nhà cô nhưng không có nghĩa là của nhà cô. Vỉa hè này là sinh ra để cho người đi bộ đi. Tôi buôn bán ở đây hàng bao nhiêu năm rồi, chả có một ai có một lời nào cả. Thế tự dưng hôm nay mọc đâu ra chú đây? Chú lạ thế nhỉ? Chú đi bước xuống dưới kia nhá. Đi đi, đi qua. Cô nói thế là không được đâu. Cô mà cứ cùn thế là cháu gọi dân phòng vào cuộc đấy. Tôi thách chú đấy. Chú gọi đến 10 dân phòng tôi chả sợ. Cô... bao nhiêu năm không sao, thời gian lại mọc đâu ra không biết. Gặp các bác như thế này, thứ nhất là bác ấy lớn tiếng này, thứ hai là bác ấy lớn tuổi hơn mình này. Thôi mình né, sẽ né đấy. Mặc dù biết là bác ấy sai, có thể là bác ấy sai nhá, mình đúng đi, nhưng mà cũng không dám lên tiếng đâu. Nhưng mà Linh là Linh né là bởi vì do là lứa tuổi của bác này, cũng như cái việc là thôi ngại va chạm. Nhưng thực tế ra ấy, thì nếu như là chị thì chị còn có một cái nỗi sợ nữa, khi mà mình lại đặt chân đến những cái nơi mà mình không quen. Vâng, đúng rồi. Những cái chỗ mà mình rất là xa lạ ấy, thì mình chưa cần biết họ là ai. Tức là trai làng ta chỉ yêu gái làng ta thôi. Đi sang làng lạ là nguy hiểm. Đi sang làng lạ là rất sợ là gặp phải là những cái thứ mà mình không thể kiểm soát đúng được rồi. Và có những người trông thì có vẻ rất là đơn giản như thế, nhưng quyền lực ngầm ở bên trong thì không ai biết thế nào. Câu chuyện mà phép vua thua lệ làng thì đúng là ở xã hội bây giờ thì nó quá nhiều thứ, quá nhiều lĩnh vực, quá nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Mà cái mà mình cảm thấy rằng là phổ biến nhất mà dễ nhất đó là cái tình trạng giao thông. Nơi em công tác ấy thì là nơi mà hay đón các cái đoàn ngoại giao cấp cao rồi các cái khách quốc tế. Nhưng mà tình trạng là cứ sau 3 giờ chiều là người ta sẽ treo biển bán trứng vịt lộn trước cổng trường, mà có một giai đoạn rất là dài không biết làm thế nào. Và thậm chí là gánh hàng rong rồi thịt xiên nướng. Đấy là cái tình trạng đã diễn ra rất là lâu rồi. Người ta quy định là vỉa hè là để đi bộ, nhưng bây giờ ví dụ lên khu vực bờ hồ hay khu vực phố cổ xem là không có cái vỉa hè để đi bộ nữa, đi đường bộ phải xuống lòng đường. Không thể buôn bán ở những cái khu vực như thế. Nơi mà em công tác ấy, phải cắt cử một nhân sự ra để nhắc nhở các bác. Thế thì cái này là nói một cách nhẹ nhàng thôi để các bác hỗ trợ. Hôm nay có khách quốc tế, ngày mai có khách ngoại giao, thì mình giữ cái mặt tiền của mình cho nó thật đẹp. Mới gần đây thôi thì em có đi quay ở một nơi em cũng không biết đường đến đấy, thì em phải sử dụng định vị để em đi. Thì đến lúc định vị lại chỉ cho em đi con đường ngắn nhất, thì em cứ tin tưởng em đi thôi. Thế cuối cùng là đi qua làng anh ạ. Đi qua làng thì đi vào đến đấy thì em phát hiện ra là hình như là mình đang đi sai đường. Thế là cuối cùng là em phải quay đầu xe, thì cái ngõ đấy nó cũng khá là bé, vừa chỉ đủ cho em quay đầu xe thôi. Thì em hạ cửa kính xuống, em xin các bác đi đường là các bác ơi cho cháu nhờ một chút, cháu quay đầu xe vì cháu bị đi nhầm đường. Thế nhưng mà có một bác đấy chắc cũng có khi cũng phải đến 90 tuổi rồi. Bác đi xe đạp, bác nhất quyết không cho em quay đầu. Bác đi xe đạp len đúng lên chặn đầu xe em và đứng nguyên ở đấy. Nếu mà lệ làng vẫn cứ giữ ở đó thì cái hình thái làng xã liệu là có còn tiếp tục được không? Trong khi xung quanh thì người ta văn minh lên hết rồi, có mỗi làng mình là vẫn cứ hủ tục như vậy thôi. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, đúng không? Nhưng mà để thay đổi bất cứ một cái gì, nhất là theo thói quen sống, theo cái lệ sống của một cái không gian, một cái môi trường nào đấy, thì thực sự là một cái quãng thời gian không dễ dàng một chút nào. Từ nhà ra cái chỗ chợ nó một đoạn thôi, thì thành ra là người ta cũng chả thèm đội mũ xe máy, ví dụ người ta phi như thế. Thế rồi có những người thì vượt đèn đỏ thì xong, tự dưng ví dụ còn 5 giây nữa thì mới xanh, thì bắt đầu thấy một hai ông vọt thì là mình cũng vọt, nhưng mà mình bị bắt. Thế khi mình bị bắt thì lại bảo là tại sao mấy ông kia vọt không bắt mà bắt tôi. Có những người làm mọi việc nó theo thói quen ấy, việc mình cứ làm. Trong nhiều cái bối cảnh thì có thể điều đấy nó đúng, nhưng mà trong nhiều bối cảnh khác thì có thể là nó lại sai, nó lại không phù hợp với chuẩn mực hiện tại nữa rồi. Vô ý thức, vô kỷ luật, không chấp hành nghiêm về những cái luật lệ giao thông, thành ra là cũng xảy ra những cái hệ lụy rất là đáng tiếc. Bản thân em đã từng có một lần xe máy đâm từ đằng sau,
Có nghĩa là xe em đang đi trên đường như thế này thì xe máy đi từ đằng sau lạng lách qua các xe, nhưng mà lại đi với cái tốc độ rất là nhanh. Thế là đâm trực diện luôn vào cái đuôi xe của em và hỏng tan tành cái đèn đằng sau. Đôi khi thì có những việc là ở viết ấy nó cũng sai một tí, nó cũng chưa chuẩn mực lắm. Mọi người dân đi xung quanh thì lại bảo thôi bỏ qua cho nó đi, nó sinh viên mà cũng không có tiền đền đâu, nên là thôi thông cảm cho nó đi. Thế tự dưng em nghĩ bảo như kiểu lỗi của mình ấy, không hiểu là lỗi của ai luôn, mà trong khi đấy người ta đâm vào em nhưng mà tự dưng em lại cảm giác như em là người có lỗi. Thực ra ở một cái xã hội mà thượng tôn pháp luật, cái sai cái đúng nó rất là rõ ràng. Cái quan trọng nhất là cơ bản nên là ý thức của mọi người thôi, ý thức của mọi người trong việc tham gia giao thông. Thế đôi khi là phép vua thì như thế, người ta bảo đảm an toàn, trật tự, mỹ quan đô thị thì không được phép bán hàng, nhưng mà thói quen rồi cái văn hóa bán hàng trên vỉa hè của người ta như vậy, và mình phải có cái cách để mình dung hòa thôi. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những thói quen mới, và không phải ai cũng chịu lắng nghe theo số đông. Không chỉ có phép vua, không chỉ có lệ làng, mà còn có một thứ quyền lực mềm nữa, đó là quyền lực của những chiếc điện thoại, của mạng xã hội, của cả một thế giới phẳng đang soi xét mỗi hành vi, và nó kích thích con người chúng ta phải ứng xử văn minh hơn. Khi mà chúng ta luôn luôn nhìn nhận vấn đề và có những cái sự phán xét ấy, thì mình đã tự đặt mình vào vai của người phán xử. Và đó cũng chính là chủ đề của Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu sẽ quay trở lại với quý vị trong buổi tối ngày mai. Còn bây giờ, Phí Linh và Vũ Trang xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Xin chào.